Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến nha. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày mới được vui vẻ, tâm an, hạnh phúc và thành công trong mọi công việc nha các anh chị. Thì vườn mai của em chiều ngày hôm qua em đã ra video tưới dưỡng rễ và tưới phân hữu cơ cho nó theo định kỳ tháng 6 âm lịch. Thì hồi chiều ngày hôm qua em đã tưới hoàn thành hết cái khu mai ngoài trước này rồi ha. Và em cũng đã đăng video lên cho mấy anh chị xem rồi ha. Còn chiều nay thì em sẽ tưới cái khu mai ngoài sau cho mấy anh chị xem. Nhưng mà chiều nay em làm video á, thì em đăng trong cái kênh mà em mới tạo á, cái kênh là Mê Mai Lắm Luôn. Anh chị nào có đăng ký trong cái kênh đó thì mấy anh chị nhớ đón xem video chiều nay. Em tưới khu mai ngoài sau đó và em đăng trong kênh đó để cho mấy anh chị xem ha. Còn trong cái kênh này, trong video này thì em chia sẻ một cái vấn đề này nó cũng rất là quan trọng. Để cho mấy anh chị chăm sóc cho cây mai mấy anh chị luôn luôn tươi tốt sau khi mấy anh chị áp dụng cách lặt lá nửa năm ha. Rồi, mấy anh chị hãy nhìn cái cây mai tàng lớn này của em á. Bữa nay mấy anh chị thấy lá non nó già nè. Bữa nay mấy anh chị thấy lá non nó già nè. Nhìn lá non nó bóng mướt và nhìn cây mai mình nó sung khỏe. Thì cây mai này lúc ban đầu tình trạng nó là bộ lá nó bị cháy, cháy khoảng 50%. Còn lại 50% bộ lá nó không bị cháy nhưng mà nó bị nhện đỏ một số. Rồi lá mai nó bị già một số cho nên cái bộ tàn cây mai này nó rất xấu. Vì vậy em tiến hành lặt lá nửa năm. Thì sau khi em lặt lá cho cây mai này nửa năm rồi thì cái chất trồng á em không đậy lại. Thì khi em không đậy lại rồi thì chỗ ở của em có một hai cơn mưa cũng khá lớn. Nước mưa vào trong chất trồng này nó làm cho cái chất trồng trong chậu này nè luôn luôn ẩm ướt. Thì khi nó ẩm ướt rồi nó làm cho cái bộ rễ cây mai này nè nó bị ngập úng, ngạt rễ, thối rễ và rối loạn đường nhựa của rễ, của thân, của nhánh. Thì khi nó bị ngập úng rồi thì cái lá mai non trên này nó có cái biểu hiện là nhăn lá, rồi nhìn cái lá nó không có được bóng mướt như thế này. Và nhìn cái màu lá và nhìn cái đọt vào thời điểm đó nó không có được tươi tốt, bóng và đẹp như thế này. Thì vào thời điểm đó cái lá mai của cây mai này á, lá mai non của cái mai này là nó có cái màu vàng vàng hơi hơi, nhìn cái mai nó cũng hơi yếu một chút. Và em cũng đã phân tích trên cái video đó, em nói là cây mai này nó mạnh 10 phần nhưng mà nó bị giảm khoảng chừng 3 phần, cho nên cái lá mai non nó có cái biểu hiện hơi nhợt nhạt như thế này. Anh chị nào đã xem cái video đó thì anh chị đã biết rất là rõ rồi ha. Và trong cái video đó em nói là sau khi em đặt lá rồi em làm biến đậy chất chồng lại. Em nói trên cái video đó là em làm biến đậy chất chồng lại, nhưng mà thực tế đúng với cái tâm của em á là em cố tình em không đậy chất chồng lại để cho nước mưa vào mấy anh chị. Để cho nước mưa vào cho nó ngập úng. Thì khi nó ngập úng rồi á, cái lá mai non nó có biểu hiện như thế nào? Cái lá mai non nó có biểu hiện như thế nào để em chia sẻ đến cho mấy anh chị mới tập chưa mai xem á. Khi cây mai của mấy anh chị nó bị ngập úng rồi, mấy anh chị phải biết cách khắc phục. Em nói nãy giờ như vậy đó, mấy anh chị có nắm kịp cái lời em nói không? Có nắm kịp được cái ý của em nói không? Ý của em nói á là sau khi lặt lá cho cây mai nửa năm rồi, cái vấn đề chất chồng trong chậu nó rất là quan trọng. Mấy anh chị giữ ẩm tốt thì nó sẽ cho ra cái bộ lá non và nó sẽ cho ra cái bộ đọt non tươi tốt. Còn chất chồng mà nó dư ẩm do trời mưa nhiều hoặc là do mấy anh chị lặt lá rồi, mấy anh chị tưới phân bón, tưới rưỡng rễ bậy bạ vào á, thì nó bị dư ẩm. Nó làm cho cái lá mai non mấy anh chị nhợt nhạt lá, xoăn lá, cuốn lá. Và những cái đọt non mà nó đang ra, nhìn nó không có được mạnh. Thì 90% là do cái chất chồng trong chậu mấy anh chị nó có vấn đề. Vì vậy khi em lặt lá rồi thì em rất là hiểu cái mai, em hiểu cái nguyên lý của nó là lặt lá rồi. Thì trên bộ tàn của cây mai của mình nó không có lá cho nên chắc chồng nó phải giữ ẩm tốt. Nhưng mà em cố tình em không đậy lại, em không giữ ẩm tốt để cho nước mưa vào. Thì khi nước mưa vào rồi thì cái lá mai này nè,
có biểu hiện bị nhợt nhạt ngay. Rồi em mới làm một cái video em chia sẻ. Em chia sẻ là để cho mấy anh chị biết cái cây mai nó bị ngập úng rồi, cái lá mai non nó có biểu hiện như thế nào để mấy anh chị khắc phục. Rồi năm tới mấy anh chị tự tin, mấy anh chị áp dụng là nó sẽ thành công 100%. Khẳng định là 100% mấy anh chị. Bởi vậy mình lặt lá rồi á, thì mấy anh chị coi những cái lá mai non như thế này nè, coi cái lá nào nó còn đẹp thì mấy anh chị chừa lại. Rồi những cái đọt, những cái mầm chồi nho nhỏ như thế này nè, mấy anh chị cũng chừa lại. Mình chừa những cái mầm chồi này nè, và chừa một số lá mai non nó còn đẹp như thế này, mình chừa lại là nó rất là hay. Cái hay ở đây là những cái mầm chồi này nó rất là mau phát triển sau khi mình lặt. Ví dụ như bây giờ mấy anh chị lặt nó hết, mấy anh chị còn tàn, mấy anh chị lặt nó hết, thì từ 15 đến 20 ngày, thậm chí là 25 ngày nó mới ra cái bộ lá mới. Mà mấy anh chị muốn cho nó ra cái bộ lá mới mạnh và đẹp, thì trong thời gian dài đó mấy anh chị phải giữ ẩm nó siêu tốt, nó mới cho ra dài được. Còn mình lặt rồi, mình chừa lại những cái đọt này, những cái mầm chồi này và một số lá mai non đẹp này á, là nó rất là mau phát triển. Mấy anh chị còn nhớ cây mai này em đặt, từ bữa em đặt tới nay chưa được 4-5 ngày nữa, và bữa nay bộ tàn nó, cái bộ lá non nó ra khá nhiều rồi đó mấy anh chị. Và mình chừa lại cái lá mai non như thế này để mà mình quan sát cái màu lá. Mình nhìn cái lá mai non, nhìn cái đọt non nó phát triển, mình quan sát và mình đánh giá được cái cơ địa cây mai. Mình biết cây mai mình bị gì, rồi mình khắc phục liền, kịp thời. Thì bắt đầu cây mai mình nó sẽ khỏe ngay thôi. Thì sau khi em đăng video lên rồi á, thì bắt đầu em kiếm cái manh, em đậy lại. Và cái cách giữ ẩm á, sau khi mình bị rồi á, thì em cũng đã làm trên cái video đó, em cũng đã nói trên cái video đó rồi. Thì anh chị nào đã xem cái video đó thì mấy anh chị đã biết rồi ha. Thì em giữ ẩm lại như thế này. Bây giờ em sẽ cho mấy anh chị coi. Đây, mấy anh chị hãy nhìn chắc chồng trong chậu mai bữa nay. Nó khô ráo, thông thoáng lại liền, thấy chưa? Nè, mấy anh chị hãy nhìn chắc chồng nè. Nè, thấy chưa? Nó khô ráo, thông thoáng lại liền nè, thấy chưa? Nó không có ướt như lúc em quay trên cái video mà em đăng lên đó. Lúc đó là chắc chồng nó rất là ướt. Nó ướt như vậy rồi thì cái lá mai non này nè, nó đang ra sẽ cho ra cái màu nhợt nhạt ngay. Tùy theo cái mức độ ướt nữa. Nếu mà ướt nặng quá là cái lá mai non của mấy anh chị nó sẽ có cái màu vàng luôn, nó nổi gân xanh luôn. Là nó ướt nặng quá. Còn mà nó ướt khoảng 3% thì nó sẽ cho ra cái màu hơi giật hơi một tí, không có được đỏ hồng như thế này. Cái đọt nó không có được mập như thế này. Mình phải khắc phục kịp thời liền thì cái mai mình ok liền, vấn đề nó không có vấn đề gì cả, rất là ngon. Đó. Thì bây giờ nè, em mở ra em thấy là cái chất chồng trong chậu này nó còn hơi ướt nữa nè. Nó chưa có được ngon cho lắm. Chưa được ngon cho lắm. Vậy thì sáng nay nè, em mở cái manh này ra luôn. Em để cho cái chất chồng trong chậu mai em nè tiếp xúc với nắng ngày nay nữa, để cho nó khô lại thêm một chút nữa, thì nó sẽ cho ra cái bộ lá non này nè, đẹp hơn nữa. Đó, anh chị hiểu không? Cái bữa mà nó ngập úng á, thì em đã để cho cái chất chồng trong chậu mai em tiếp xúc với nắng cả ngày đó rồi. Thì chiều lại em mới lấy manh này em đậy lại. Thì từ bữa em đậy tới bữa nay, từ bữa em làm video tới nay cũng 2 ngày rồi. Đó, thì bữa nay chất chồng nó đã khô hơn nhiều rồi. Bữa nay em tiếp tục mở ra nữa, để cho chất chồng này nè tiếp xúc với nắng bữa nay nữa, để cho nó khô hoàn toàn lại một chút nữa, thì nó sẽ cho ra cái màu lá đẹp hơn như thế này nữa. Rồi, bây giờ em sẽ cho mấy anh chị coi cái cây mai nó bị lá me nha. Đây, mấy anh chị hãy nhìn cây mai lá me này của em bữa nay như thế nào rồi. Có phải là cái bộ lá bữa nay nó ngon hơn không? Bộ lá nó đang trên đà phát triển không? À, tại sao nó đang trên đà phát triển? Là bởi vì em đậy lại giữ ẩm tốt nè. Bây giờ em cho mấy anh chị coi. Cây mai mà nó dư nước, hoặc là nó do mấy anh chị tưới dưỡng dễ, hoặc là mấy anh chị tưới phân, tưới tầm bậy tầm bạ vào, nó bị dư ẩm á,
thì nhầm cây cơ địa nó khác. Nhầm cây á, là cái lá mai trên này nó vẫn lớn nhưng mà nó bị vàng lá, còn nhầm cây thì nó sẽ cho ra cái bộ lá me. Nhưng mà mình phát hiện kịp thời rồi á, thì mình khắc phục thì cái bộ lá mình nó sẽ hồi phục ngay luôn, không có bị sượng luôn á mấy anh chị. Nó thì cái chất trồng trong chậu này lúc mà em quay video á, nó rất là ướt, rồi em cũng để cái chậu mai này cho nó tiếp xúc với nắng một cái ngày đó, thì chiều lại em thấy chất trồng nó khô em mới đẩy cái mai này lại, thì em đẩy chung với cái mai đó đó. Thì bữa nay chất trồng nó khô ráo rồi nè, nhưng mà mấy anh chị hãy nhìn kỹ là nó còn hơi ướt hơi. Vì vậy bữa nay em sẽ tháo cái mai này ra để cho chất trồng nó tiếp xúc với nắng bữa nay nó đi, cho nó khô hoàn toàn lại một chút nữa là nó sẽ ngon. Cái lá mai mấy anh chị nó sẽ phát triển ngay luôn, mướt bự và to ngay luôn, không bị sượng. Đây là cái mai lá me ha. Cách khắc phục nó dễ thôi, không có gì mà khó hết mấy anh chị. Nó bị rồi mà là mấy anh chị cứ kiểm tra cái chất trồng giùm em đi. Nếu mà nó dư ẩm rồi thì mấy anh chị đem cái mai mấy anh chị đi ra ngoài nắng, cho nắng nó dội vào á cả ngày đó, rồi chiều lại mình đậy lại. Cái chậu này bữa hổm nó dư ẩm nhiều nè, em kiếm cái quạt nhọn á, anh chị kiếm cái cây tre hoặc là cái quạt sắt gì mà nó nhọn nhọn đó, anh chị đâm nhiều lỗ giùm em, đâm nhiều lỗ trên chất trồng nè, thấy chưa, để cho sương gió nắng cho chất trồng mình nó thông thoáng, nó mau khô á. Đâm nhiều lỗ chừng nào tốt chừng đấy. Khi mà mình đâm á, cái tay mình nó nặng là chứng tỏ nó trúng vô cái rễ rồi. Mình rút ra mình đâm lại lỗ khác, đâm làm sao đừng cho nó hư rễ là được. Đâm nhiều lỗ như thế này nè, thấy chưa. Rồi em sẽ cho các anh chị coi cái cây mai lá đẹp ha. Cây mai nó dư nước mình khắc phục dễ lắm anh chị, và mình chăm sóc nó cũng dễ, nó không có gì khó chứ. Mình hiểu nó một cái là cây mai mình nó sẽ hồi phục nhanh là liền nếu như mình mắc phải á. Ba cái dưỡng rễ và cái phân em còn nè, bữa nay em tưới chiều nay cái lô mai ngoài sau này. Còn cây mai lá đẹp nè, cây mai lá đẹp này bữa nay á là mấy anh chị phải kiểm tra chất trồng nè. Từ bữa em làm rồi em không có kiểm tra luôn. Chất trồng này mấy anh chị nhìn là nó hơi dư ẩm nè, thấy chưa, nó hơi dư ẩm, nhưng mà nhờ con cái cơ địa cây mai mình nó mạnh nó mới cho ra cái lá đẹp. Bây giờ mình muốn cho nó đẹp hơn nữa là mình bữa nay nè, đừng có đậy nữa ha, để cho nó tiếp xúc với sương gió nắng cho nó mau khô thông thoáng lại, rồi chiều lại mình đậy nữa để ban đêm mưa gió vào nó ngập úng là hơi căng nghe mấy anh chị. Còn cây mai này bữa nay cái bộ lá nó già nè, nó xanh nè nè, mình phân tích cho bộ rễ nó đã phát triển rồi. Vì vậy mình tiễn, mình coi những cái mầm này nè, những cái mầm trong cái thân dinh nó ra nè, mình tiễn bỏ để mình chừa lại những cái nhánh chính trong cái bo ghép á cho nó phát triển. Rồi cây này để ngày mai em ra video sau đi, em chia sẻ sau đi. Còn vấn đề mà mình phun thuốc sâu bộ chỉ phân bón lá và nhện là mình vẫn phun cho mấy cây mai này ha. Còn chất trồng á đừng có tưới gì hết á mấy anh chị. Chừng nào cây mai mình nó mạnh rồi, thấy chất trồng nó khô đáo thông thoáng rồi á, thì mấy anh chị mới tưới N3M này nè. Tưới N3M, tưới dưỡng rễ này nè. Chừng nào thấy chất trồng nó khô đáo thông thoáng rồi hả tưới nha. Còn bây giờ nó còn ẩm á thì mình không có tưới. Ba cây mai này á bây giờ nó còn ẩm là không có tưới. Cũng như ngày hôm qua em tưới dưỡng rễ và hữu cơ đó, em đâu có tưới mấy cây mai đó bởi vì nó còn ẩm. Chừng nào thấy nó khô rồi mình mới lấy dưỡng rễ N3M mình tưới thôi. Còn trên tàn thì mình phun thuốc sâu bộ chỉ cho nó theo định kỳ, để nó ra lá non như thế này mình không phun á bị sâu bộ chỉ và nó bị nhện ăn hết trơn hết mấy anh chị. Rồi video này kết thúc đây ha.